tổng quan về bệnh lý viêm âm đạo. Viêm âm đạo hay còn gọi là nhiễm trùng âm đạo, đây là bệnh lý viêm nhiễm rất phổ biến, có thể gặp ở mọi lứa tuổi nhưng hay gặp nhất là ở phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ. Có đến 1/3 số phụ nữ có thể mắc viêm âm đạo ít nhất một lần trong đời. Nhiễm trùng roi, nhiễm khuẩn hay nhiễm nấm gây mất cân bằng pH trong âm đạo, làm cho lớp niêm mạc của vùng kính bị viêm nhiễm. Bên cạnh đó, các yếu tố sau đây có thể làm tăng nguy cơ dẫn đến sự mất cân bằng vốn có của âm đạo, bao gồm sử dụng thuốc kháng sinh, sử dụng thuốc diệt tinh trùng, thụt rửa âm đạo sâu hay do sự thay đổi nồng độ hormone trong thời kỳ mang thai cho con bú hoặc mãn kinh. Cách chữa viêm âm đạo như thế nào sẽ phụ thuộc vào tác nhân gây ra bệnh. Điều trị có thể thực hiện bằng thuốc dạng viên, kem bôi hoặc viên đặt vào âm đạo. Đối với những trường hợp viêm nhiễm nặng hoặc tái phát nhiều lần, có thể cân nhắc điều trị bằng oxygen có khả năng diệt khuẩn nấm mạnh, kích hoạt miễn dịch, cân bằng pH âm đạo, ngăn ngừa tái phát. Dù trị bằng cách nào đi nữa, chị em cũng nên đến bệnh viện thăm khám với bác sĩ chuyên sản phụ khoa, bởi vì đã có nhiều trường hợp sử dụng thuốc không kê đơn trong thời gian dài nhưng triệu chứng viêm âm đạo vẫn không khỏi. Phòng khám đa khoa Hoàng Cầu, nơi bạn an tâm chia sẻ mọi bệnh lý.